Hello Alo, con. chào chào. Đó, ok, rõ không con? Nghe rõ. Ok, thì Hôm nay chúng tôi chia sẻ về bác có nhức đầu không? hôm qua nay bệnh luôn. Qua nay tự nhiên chắc 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 ra ngoài đường hút thuốc đó, nó lạnh quá cho nên rồi nó bị sổ mũi. Khoan đợi giáo xíu. Đó, nói chuyện với bác Trần. Cẩn thận, Rồi. nhiễm hàn, nhiễm lạnh nha, phòng hàn, nhiễm lạnh nha. Nó sổ mũi quá sức thôi chứ không có cái gì thì con muốn hỏi cái gì không? Chuyện coi như là tao với mày đã thắng rồi, còn cái gì đâu mà nói nữa. Thì Đi khui dây đi uống mừng được rồi. bệnh ngủ gì tao hôm qua tính khui rồi, bữa nay nó bệnh à, rồi sao uống được nữa. Thì Thôi hồi đi nãy qua ngày 30 tháng 1 đi bắt cầm ạ. để từ từ đi, từ từ đi, uống trước sau uống mà. Có cái điều Qua ngày 30 tháng 1. hồi nãy giờ nghe thằng Xuân nó nói tao cũng chán nhát mặt mày, nó nói gì được mà tại vì tao phải ghi vô băng cassette được. Thôi thì bây giờ nói chung là cái ông tổng thống mới này thì nó một cách mình đang hy vọng về ổng thôi, chứ còn nói một cái hy vọng rất là nhiều ha. Ổng lên thì trước mắt thì có nghe bác nói không? Có Ông đảo lộn tất cả mọi cái những cái mà hiện giờ của Trung ký hồi xưa thì ông đảo lộn lại, thì cái đó là nguồn tin nó còn đảm bảo con không biết rồi. Cái thứ nhất là biến đổi khí hậu, rồi những cái gì mà Trung đã đưa ra ngược ngược ngạo hồi xưa tới giờ thì ông đảo lại, thì hy vọng là Việt Nam Mỹ này sẽ tiếp tục phát triển. Nói một cách thì hy vọng rất là nhiều ông này, là bởi vì cho mới có một ngày mà tức là vì cho ra mình không thể nào mình mới đoán trước được gì hết, nhưng mà chắc chắn ông này sẽ làm được chuyện. Trước mắt là cái vấn đề hòa giải cho vấn đề coi như là về nó gọi là xung đột, về vấn đề coi như là về về ý thức hệ giữa hai đảng này kia, người bên ông này người bên ông kia, thì ông này hy vọng được, bởi vì ông này rất là chuẩn mực theo mình biết là vậy. Rồi trước mắt là thì giờ hiện giờ thì những người mà theo đảng Cộng hòa đó thì họ vẫn bắt đầu để cho mày coi nè, báo nói con thấy chưa, nhiều nghị sĩ đảng Cộng hòa họ muốn hợp tác với chính quyền Biden, thấy chưa? Tức nghĩa là họ hiểu. hiện giờ họ nghĩ lại rồi và họ không có chống đối. Đúng rồi, thì vậy thôi chứ còn cái chuyện đó thì đúng rồi, thì hy vọng là hy vọng là cái chính quyền mới này rất ư là ta thấy ta ấn tượng. Có ngày là mới vừa lên xong thì ông ký một loạt văn bản về đảo ngược tất cả cái gì của ông Trump, làm ngược ngạo rút lại. Ủa con còn nghe Tôi tin rằng là ông Trump trong ông John Biden này trong vòng 3 tháng và 100 ngày ông dập được khống chế được dịch của nước Mỹ, là dập thì chưa hẳn nhưng mà khống chế được dịch của nước Mỹ không? theo theo tao nghĩ á, theo tao nghĩ là coi như là trong 100 ngày đầu tiên ổng nhậm chức á, là cái đầu tiên ổng làm vấn đề dịch Covid. Là cái quan trọng đầu tiên là ổng sẽ dập Covid, cái này là rất là quan trọng. Sao nó lặp lại ta? Hello, con nghe được chưa? Nghe được bác. Thì lúc mà ông nhậm chức, tại sao có ngày nhậm chức ổng thì cũng có một vài tiểu bang nó lại phản ứng, nhưng mà phản ứng theo kiểu giống như kiểu như là chút chút cũng không quan trọng đâu. Tôi nghĩ là quan trọng, nhưng mà bây giờ tao hy vọng cái chính phủ này là coi như làm được việc. Trời, 100 ngày sắp sửa tới đây là coi như là đầu tiên tao nghĩ là chắc có lẽ là cái vì dịch Covid. Hiện giờ Covid đang nói chung đang lộng hành ở nước Mỹ này quá sức, cho nên ra cái mà đầu tiên là ổng là dập Covid trước thôi.
sao nó cứ lặp lại hoài cô Bê Dương Vy. Các bác mở hai máy. Không, bắt đóng rồi. Hai máy hả? Ta mở để ta coi cái cò, ta mở ta để ta coi còm mà. Rồi tắt rồi đó. Tối hôm qua con thấy bác ở trên đất diễn đàn, hóa ra bác ốm. Là tối hôm qua cháu mở diễn đàn khuya 10 giờ hơn cháu mới mở, mở để theo dõi trực tiếp. Ông Trung bị máy bay trực thăng cẩu đi này. À, ông Biden lên tuyên thệ nhậm chức à, và cái đám quen cũ nói rằng là đã bảo là đợi đợi ông Biden là đột quỵ, đợi mãi chả thấy đột quỵ đâu. Khổ khổ quá mẹ ơi, thấy thấy ta thấy ta thấy tức cười quá mệt. Đối với những cái gì ông Joe Biden lên đó thì sẽ ông ký một số sắc lệnh, một số văn bản, một số cái văn văn kiện văn bản hành pháp thay thế toàn bộ những cái cũ, cái di sản cũ của ông Trung để lại, đảo ngược hoàn toàn như vậy, là Chính một cái xác. chiến lược đi rất là đúng đắn. Và Theo trong cái con đường ngoại giao ấy thì nhiều nước người ta tin tưởng vào ông Joe Biden hơn, bởi vì ông Joe Biden này từng 3 nhiệm kỳ làm phó tổng thống, về con đường chính trị của ông ấy, cái con đường ngoại giao của ông ấy khác hẳn hoàn toàn với một cái ông chả hiểu biết quái gì về chính trị, kiểu nói sàm sàm cái lợi ích kinh tế thôi, lên làm chính trị như vậy là nó tan hoang hết cả nước Mỹ, cả thì cái chuyện đó thì Nga. bác với con đã coi như là đã nói trước rồi, thì cái Mỹ sẽ tái nhập lại WTO, cái là WHO, thế là cái tổ chức y tế thế giới bắt đầu làm lại, có nghĩa là đảo ngược lại cái tất cả các xác định của ông Trump. Theo là con nói là đúng rồi đó, báo chí đăng đơn lên rồi, coi như là hầu như tất cả những cái gì của ông Trump làm động này đều phải đảo ngược hết. Còn đối với Việt Nam á thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước có gửi điện mừng đến ông Trung rồi. À, có Chủ tịch Quốc hội cũng gửi điện mừng đến Phó Tổng thống. Tất cả mọi cái là ngoại giao Việt Nam là có động gọi điện mừng các thứ rồi, chúc mừng rồi. Thì ngày trước cái đám phản động, cái đám que cối ấy nói cho rằng tại sao Việt Nam không gọi điện chúc mừng hoặc là điện mừng cho ông Trung hoặc ông Joe Biden cho đó đi làm tổng thống đi, đó. Chúc mừng trước như kiểu cầm đèn chạy trước ô tô như mấy nước châu Âu ngày trước á, vừa rồi á, nhưng mà Việt Nam không làm. Khi nào ông tuyên thệ nhậm chức, đặt bàn tay lên hiến pháp, tôi tuyên thệ nhậm chức là tổng thống nước Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, tuân thủ hiến pháp pháp luật những cái gì của cái hiến pháp của Hoa Kỳ á, thì người ta mới gọi điện chúc mừng được chứ, đúng không, gửi điện mừng được chứ. Sao bọn nó vô lý vô lối, chưa thì chúc mừng trước. Mình nhớ như hôm trước đảo chính mà thành công á, gọi là nội nội chiến mềm mà thành công á, thì chúc mừng hù đã, đúng Đúng không. rồi. Thôi mệt Nên quá. cộng sản lúc nào cũng phải chắc ăn á. Bởi vì nói một cách buồn cười lớn ở chỗ là nếu cứ mở miệng ra cái nó hay so sánh này, so những cái lãnh tụ và những người nhà cầm quyền họ đâu phải giống ngu như tụi nó đâu, mà hơi phát biện mà mệt mỏi. Tới bây giờ ta mới coi lại cái vòng nữa hơn gì là nửa vòng trái đất này, là trời ơi, có cũng vũ huynh trưởng nữa, trời ơi, làm tấu hài chỉnh, tao nghe tao buồn cười. Không thì bây giờ mới quá thì bác nói con nghe là bác mới quá thì mới chỉ có ngày thôi, nhưng mà cái này là mình phải hy vọng là cái điều này cho ông này ông làm được, là tao nghĩ là ông làm rất là nhiều được, bởi vì ông này rất là chững chạc và cái bề dày chính trị của ông rất là lớn, Đúng. nên là không thế nên vì đó là ông này rất là chắc chắn là phải làm được thôi.
chẳng qua là khi mới bầu cử xong rồi thì vẫn còn những cái thành phần mà chống phá mà èo uột yếu ớt hẳn là vậy, chứ thực chất là bây giờ đó tao đưa cho mày rồi, những cái người chống đối ổng bên bên trên phe nghị sĩ đó, đừng nói dân dân thì không có nghĩa địa đâu, mà hiện giờ người ta đã thuần phục rồi, người ta đã chấp nhận là muốn hợp tác với lại chính quyền công minh, là đừng nói chỉ người dân mà đó, mình không có phê phán mấy chuyện đó, nhưng mà mình còn sớm quá để đưa rồi ra lời kết luận, nhưng mà ta hy vọng ông này sẽ làm được, bởi vì bản chất và ông này đã có một cái bề dày về vấn đề lịch sử về về chính trị rất là cao, đúng không? Đúng rồi, Cho nên vì ba đó nhiệm kỳ làm phó tổng thống thì đúng lên rồi, danh dự thì 47 năm làm thượng nghị không sĩ, có ai bằng ông hết. gần gần 37 gần 37 năm gần làm thượng nghị sĩ, mà tụi nó khùng Ừ. lắm mày ơi, có nhiều cái nó phát ngôn rất là buồn cười. Ôi cái ông già này lú lẫn biết cái con mẹ gì đâu, thì hay từ xưa giờ nhà nước trả tiền cho ổng chắc là nhà nước ngu hơn, mà vậy mày không ngon mày đi làm thay thế ông đi làm thượng nghị sĩ đi, tào lao mệt ghét, nhiều khi nước ngồi đó mà ăn một khoai lang mà ngồi nói chuyện toàn trên sao quả không rồi được mát ta người ta cười, nhiều khi mình nghe mình cũng chẳng buồn trả lời, mệt. Bọn nó nói bảo là ông Joe Biden á bị uống thuốc độc rồi, đang đọc tuyên thệ nhậm chức đến phút 89 là ông này đột quỵ à. Cháu lại nghĩ khác, cháu nghĩ là chắc là có tên bay đạn lạc ở đâu cơ, bỏng cái là qua chán ông hết thôi. Ê, tao nói cho mày nghe là đầu óc của bọn nó như vậy thì tao hỏi mày làm sao nó phục quốc chứ phục quét, mệt đầu óc gì giống như bã đậu mà mệt, nhiều khi mình không có muốn khi dễ nhưng mà đúng ra khi dễ là coi thiệt. Như như cái đầu óc của ông Lâm Văn Hà ấy, thế cái hình tượng của ông Joe Biden treo cổ ông đập đá đạp té, gọi là sỉ nhục của một 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 tổng thống của một quốc gia như vậy trên khắp thế giới người ta biết, tư cái ông cách Lâm Văn Hà tư này đi ờ, rồi. tư cách con người không có, còn là cái dân mất dạy không được, nói chuyện đấy làm gì mệt. Nếu mà cái tư cách con người không có như vậy thì lấy gì mà để thu phục nhân tâm, Đúng lấy lòng rồi, của con người đang sinh sống tại đất nước Việt Nam này, đúng không? Phải thể hiện cái đẳng cấp, cái bản chất, cái đẳng cấp của một người gọi là sinh sống ở một nước tự do, một nước nhân quyền, một nước văn minh lịch sự. Nhưng mà cái này ngược lại, hoàn toàn ngược lại cái bản chất chính văn xác hóa, thua chính kém xác, cả cả những con mẹ hàng tôm hàng cá ở chợ. cái bà bán cá ở chợ cộng lãnh ở Việt Nam đừng nói chi hơi xích đầu mà để bởi tới tao bây giờ tao không có để ý mấy cái đó, bởi hầu như tao đã nói mày từ lâu rồi, những người nào mà khi mà thù ghét cực đoan á, thì hầu như cái đầu óc nó không phát triển và nó đông cục đông cứng lại, mày hiểu không? Giống như tao nhắc đi nhắc lại hoài, tất cả những người mà thuộc về cái dạng đó là hầu chưa bao giờ bước về Việt Nam thì người ta nghĩ Việt Nam nó giống y chang như thời kỳ 175 vậy đó, có nghĩa là 1975 có nghĩa là tới đó là stop rồi, họ chỉ nghĩ vậy thôi chứ họ không nghĩ gì hơn, đầu óc vậy hồi vậy đó, buồn cười lắm, mình thấy là họ giống như con nít vậy, nó tiếu tiếu làm sao á, đôi lúc nhiều khi bác gì cũng chẳng muốn nói chuyện, không có muốn đụng chạm mà cũng chẳng muốn nói kêu tên người ta rồi, bởi nó tầm thường quá sức, hiểu không? Nó tầm thường đến mức độ hầu như là mình không muốn trả lời nữa. Con Bích Trang á, nó nhìn nó xinh xắn, nó thông minh, nhưng mà cái đầu ở trong nó toàn bá đạo. Nó chửi cháu ở trong nhà, cháu đưa lên cái tớt, gọi là tớt khịa khịa cái thuyết âm mưu thôi. Nó bảo là đuổi cháu biến, cái cháu biến đâu, rõ ràng nhà là nhà cháu mà cháu biến. Nó nói là Dương Vi tổ chức cho phá hoại cả bầu cử nữa. Nó vô liêm, cháu ở đây cháu là thuộc tay rồi. Ơi, cái cô ấy hình như cũng thuộc dạng cuồng trung á. Ta không biết gì đó, thắt Cuồng cổ. quá Ông biết tự giận chưa, biết cái cách thắt cổ tự giận rồi chưa, hay là uống thuốc độc gì chưa, tao không biết, người kỳ cục quái đản, ít nhất là mình à. Cái đám đấy nó đấu tranh cái kiểu gì mà tồn tại được suốt bao nhiêu năm mà mà nó người người làm cái nghe có thế nào. tao không hiểu nổi được, và đấu tranh đó đấu tranh cho ai, trời ơi, nước Mỹ này dân quan hay cả hàng tỷ đó, bây giờ cái Đúng. người đồ ba dân quan là người mới mới bước ra khỏi Nhà Trắng cũng là dân quan rồi đó. Đấy, khổ Ừ, công đồng ở bên đó cũng là quan đó. đó, bà cái mày ơi khổ lắm. Nói với cái đám này bác nhiều khi bác cũng làm biếng bác không thèm nói nữa, bởi vì
không thể nào mà nói với một đám ngu con, mệt lắm, họ không có suy luận gì cả. Tôi với anh tranh luận với điều kiện trên vấn đề kiến thức và vấn đề lập luận đàng hoàng. Còn anh cái cuồng trong bây giờ, anh nói cái gì mà chính bây giờ, ngày hôm qua tôi mới coi Vũ Anh Trưởng nè, trời ơi, bây giờ vẫn còn. Chê bai ông mới mà không biết gì chứ, mà khổ cái là ăn nhờ ở đậu mà toàn là cái thân xác vậy mà mệt lắm. Nhiều khi cái đầu họ giống như trên tàu hũ rồi, không cần biết phán nữa. Bọn nó còn bảo là mấy tháng nữa ông Trung sẽ quay lại. Đừng hỏi vậy đó, tao không hiểu nữa. 30 chưa phải là Tết, tao cũng ráng rồi, tao cũng tính với cái status rồi. Tao hỏi mày tháng 2 làm gì có 30 hả? Tháng Giêng làm gì có 30. Trời ơi, khổ mà. Chị gái có lên đây chửi ông gì nhỉ? Thôi được rồi, bác chưa có gì thì nói chung là các con cũng đọc báo, các con biết hết trơn rồi. Có nghĩa là cái ngày nhậm chức của cái ông Biden này tôi coi như là hoàn chỉnh rồi và đã xong qua rồi. Tất cả một vài điều đẹp đẽ rồi. Thì đương nhiên rồi, thì cũng có những người cuồng trung vẫn còn tiếc nuối, thì cũng một hai tiểu bang nó có những cái chuyện nhỏ, chuyện không quan trọng. Nhưng mà tại vì quá mới thì coi vì đó ra mình cũng không nói gì được, nhưng mà có cái điều mình tất cả mọi người dân đều hy vọng theo dõi đến 30 tháng 1 này bác khui chai rượu nhá, chưa mừng vội đâu, cũng chưa mừng vội, nhưng mà bây giờ đó là quá tốt rồi. Ok con, cảm ơn con nhiều nhé. Rồi có hy vọng người dân nước Mỹ sẽ được bình an.